À, xin chào anh em. Hôm nay hàng tuyển chọn Thảo Phúc Audio xin giới thiệu anh em một con máy Akai GX646. Con này nhìn rất đẹp anh em nghe, hàng tuyển chọn. Con này nhìn rất đẹp anh em. Đó, anh em nhìn nè, trắng như bông bưởi. Đó, con này nhìn ôi là tuyệt vời. Đó, anh em xem. Một con máy quá là tuyệt vời anh em nghe. Đó, con này chạy được hai chiều. Chiều xuôi và chiều ngược, chạy auto reverse. Đó. Tua hai chiều, chiều xuôi chiều ngược, nút để nút dừng, play, trái phải, dừng, thâu, nút sụt, anh em nghe, đây là nút sụt. Sụt. A phút rồi, lớn nhỏ. Đó, đây là chế độ auto reverse. Đó, này. Nút nguồn. Anh em xem, đây là chọn kích cỡ băng băng 10 băng 7 đó, cái này là thâu, khi mà thâu thì anh em chịu khó gạt lên là ốp băng là trái là phải đó. Này, cái này là chạy tốc độ, cái này là tép sụt. Con này rất đơn giản thôi, con này nó cũng giống như trang con 747 DBX hay là 747 hay là 635D, tất cả đều tương đồng giống nhau đó, anh em xem cái đồ đẹp của nó rất là đẹp anh em nghe. Con này trắng như bông bưởi. Anh em xem, trắng như bông bưởi anh em nha. Đó. Hồi gỗ này, hồi gỗ piano rất đẹp anh em. Đây, em xin quay cận cảnh cho anh em xem nha. Đây, một con máy quá tuyệt vời anh em. Đó. Rất ưa là mới tinh, trắng tinh. Trắng hơn cả ngọc trinh. Đó, trắng như bông bưởi. Đó, anh em xem. Đây, cái hồi gỗ piano nhìn rất đẹp anh em nha. Rất là đẹp. Đó. Anh em xem cái độ nét của nó. Từ trên xuống dưới rất là tuyệt vời anh em. Từ trái sang phải, từ sau đến trước đều đẹp anh em nha, đều đẹp. Đó. Zin từ A tới Z anh em. Đó. Máy này nguyên bản nhập từ châu Âu về đây, nguyên bản đi bằng đường bay. Đó, anh em xem một con máy rất ưa là đẹp đó. Hàng bây giờ về khó khăn lắm anh em, rất khó khăn nên giá thành của nó đã đội lên rất là nhiều rồi đó. Nhưng mà hàng đẹp thì anh em biết rồi, hàng đẹp thì giá phải cao, mà giá thấp thì chắc chắn là hàng không bao giờ đẹp anh em nghe. Một con máy quá là chất lượng anh em đó, anh em xem một con máy quá ưa là chất lượng. Đó, anh em xem một máy quá tuyệt vời. Rồi, em xin test chiều xuôi và chiều ngược cho anh em xem như thế nào nha. Đây, em xin test tua. Mình tua chiều phải. Rồi, mình tua chiều trái. Rồi, đó. Rồi, mình play chiều xuôi. Nhạc hương quê.
chắp như tròn buông lên giấc mộng. Em vẫn thường gặp anh như lúc xưa nơi sân trường. Anh lên đường trăm hương, em ở lại sau thương. Buốt ra câu thơ những lúc đêm mờ, ướt cánh hoa xưa phận nhớ hương chiều. Vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn trọn mơ. À, anh em nghe thấy tiếng rất là bay anh em nghe, tiếng rất là bay và nghe rất là đã tai. Còn 646 này đem về trưng bày phòng khách hay là một cái phòng khoảng 25 mét vuông hoặc 20 thì tuyệt vời. Đó, con này nghe nhạc vàng thì quá tuyệt vời rồi, tiếng rất là bay. Có nhiều anh em chơi audio và những nhiều người người ta lại hỏi là con này làm sao chơi bằng con kia, hay là làm sao bằng con test, hay là con test làm sao bằng con Akai, hay là Reverb, vân vân. Nhưng mà không anh em, mỗi người chúng ta đều có mỗi cách nghe khác nhau và một cách thẩm âm khác nhau. Ví dụ như con 646 này, hay là nói về dòng Akai thì nghe tiếng rất là bay. Thì những anh em nghe tiếng bay thì nghe nó rất là hay. Đó, còn những anh em nào mà nghe tiếng đầm xuống thì những con test thì nghe rất là đầm. Còn những cái con mà để thâu hay và vừa phát chuẩn thì đó là con Reverb. Đó, nó có từng cái nhưng mà tùy theo những cái tai nghe của mỗi người chúng ta. Đó, nhưng cái con Akai này, như con Akai này hoặc là 635 hoặc là 747, những cái dòng Akai thì nghe những cái tiếng bay rất hay. Tùy theo mình phối ghép với những cái loa nào để mình nghe hợp lý với dòng nhạc vàng, dòng nhạc trước 55. Đó, hồi nãy là em test cái chiều xuôi và hôm nay em xin, đó, bây giờ em xin test ngược lại cái chiều ngược. À, bây giờ anh em nghe thử nha. Rồi, băng trong này không có luôn rồi. Để em tu qua bên này cái xíu để cho nó quay lại nghe anh em nghe.
cái hãng làm băng người ta làm không có có điều băng, ví dụ tự bình thâu thì nó có thể điều hơn. Đây em xin mở lại cho anh em nghe. Tiếng rất là phiêu nghe anh em. Anh em đã nghe cái âm của cái máy 646 này nghe rất là bay, anh em nghe rất là phiêu, cái tiếng rất là trong đó, nên mỗi cái máy nào cũng vậy, nó đều có một cái chất âm khác nhau, khó lòng mà so sánh được, tại vì mỗi người chúng ta đều có nghe một cái chất khác nhau đó. Anh em vừa nghe qua bài hát của cô Phương Dung hát trước năm 75, cô hát rất hay. Đây, đây là cuốn băng của cô Phương Dung à, lúc cô vẫn còn trẻ, gọi là Chim Trắng Gọt Công à. Đây, anh em xem lại cái nét đẹp của cái máy này nha. Em xin quay sát lại cho anh em xem lại những cái nét đẹp của nó. Đó, anh em xem, rất là đẹp anh em nha. Rất là đẹp. Đó, anh em xem, rất ư là tuyệt vời anh em. Biết bao nhiêu năm rồi mà cái máy vẫn còn đẹp như thế này. Đó, rất ư là tuyệt vời anh em nha. Rồi, anh em có nhu cầu thì xin hãy liên hệ tới số điện thoại nằm bên trái màn hình. Rồi, xin chào tạm biệt các anh em.